tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, sáng ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sáng ngày 17 tháng 10, an ninh được thắt chặt trong ngày hội đồng xét xử tuyên án bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm. Khoảng hơn 6 giờ sáng, đoàn xe cảnh sát đã dẫn giải các bị cáo đang bị tạm giam xuất hiện trong khuôn viên tòa án. Tại phiên tòa sáng ngày 17 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo sẽ nghe phán quyết của hội đồng xét xử về sai phạm của các bị cáo. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng. Trong suốt quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan không kêu oan và thể hiện nguyện vọng cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho 35.824 trái chủ. Để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường của vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, tịch thu hơn 1.749 tỷ đồng mà các bị cáo khác trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu tài sản, đồ vật đối với các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội, hoàn trả tài sản cho những người không liên quan đến hành vi phạm tội. Tịch thu tiếp tục kê biên phong tỏa bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan. Gỡ bỏ các biện pháp kê biên phong tỏa cổ phần, tài khoản bất động sản đối với các bị cáo không phải chịu nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phân hóa vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, đặc biệt xem xét giảm nhẹ đối với những người đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, được đánh giá đã hợp tác tích cực trong quá trình điều tra và khắc phục hoàn toàn thiệt hại hơn 33 tỷ đồng do hành vi rửa tiền của mình gây ra. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 24-30 tháng tù về tội rửa tiền. Có mặt tại phiên tòa ngày 17 tháng 10, bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Đông. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa trước đó, bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor đã nhận thức mình sai và mong muốn xin lỗi, vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại. Các bị cáo Phan Chí Luân, Trần Thị Thúy Ái và Trương Thị Kim Lài cũng chủ động nộp số tiền từ 10-20 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Dù số tiền này không lớn so với mức thiệt hại nhưng thể hiện tinh thần sửa chữa của các bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề xuất giảm thêm 1 năm tù cho các bị cáo này so với mức án đã đề nghị trước đó. Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17 tháng 10 tới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo. Trong quá trình xét hỏi tại tòa, nhiều bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, khóc xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử độ lượng khoan hồng. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, các bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB và những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đều khai thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Tương tự, ở tội danh rửa tiền thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan cũng thành khẩn nhận tội. Đặc biệt, bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế của bà Trương Mỹ Lan thì khai. Theo yêu cầu của bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Trương Mỹ Lan, đã nhiều lần tới gặp Trần Thị Thúy Ái, cựu thủ quỹ ngân hàng SCB để nhận 108 tỷ đồng.
Sau đó bị cáo Dũng vận chuyển về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại 127 Pasteur hoặc trụ sở công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Từ đó số tiền này được bà Trương Mỹ Lan dùng vào các mục đích khác nhau. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo khai theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan nên đã lập các hợp đồng khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống SCB. Theo cáo buộc, tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Các đồng phạm đã thừa nhận hành vi, khai nhận thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Nhưng bà Trương Mỹ Lan lại phủ nhận hoàn toàn cáo trạng và lời khai của thuộc cấp. Đối với việc phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan khai, năm 2018, bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc SCB đã mất, hay nói về vấn đề SCB lâm vào bế tắc vì thường xuyên bị thanh tra kiểm tra. Sau đó bà Nguyễn Phương Hồng ngỏ ý mượn các công ty tốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan trình bày, bị cáo nghĩ nếu không cho mượn công ty thì có thể SCB sẽ sụp đổ hết. Do đó bị cáo mới cho mượn chứ không chủ trương phát hành trái phiếu. Bị cáo có biết gì đâu mà chủ trương. Bà Trương Mỹ Lan cũng khẳng định mình không rửa tiền, cho rằng số tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền ở nước ngoài chuyển về Việt Nam. Mặc dù không nhận tội, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại tự nguyện đem các tài sản của mình ra để khắc phục hậu quả cho trái chủ. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đề nghị đem bán siêu dự án Amigo với khu đất tứ giác Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án 6A Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn mong muốn hội đồng xét xử hủy bỏ kê biên cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn FVKD Việt Nam, công ty hợp thành một để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, bà Trương Mỹ Lan không kìm được nước mắt, đôi khi phải ôm ngực để ngăn cảm xúc và hứa sẽ không làm cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan thất vọng, ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Một mực khẳng định mình không lừa đảo, bà Trương Mỹ Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. Cũng trong lời nói sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bày tỏ cả cuộc đời mình có ước mơ là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Bà Trương Mỹ Lan bày tỏ, nhưng đến nay ước mơ này chưa kịp thực hiện, có lẽ do định mệnh. Cũng tỏ ra ân hận và tiếc nuối vì phân nửa cuộc đời còn lại phải sống trong bốn bức tường nhà giam. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB nghẹn giọng. Người ta thường nói thời gian là vàng bạc, nhưng với bị cáo còn hơn cả vàng bạc. Bởi với mức án sắp tới và án phạt 18 năm tù của giai đoạn 1, bị cáo sẽ phải bỏ qua quãng thời gian đẹp nhất của con cái và bên người thân. Bị cáo sẽ bỏ qua nửa cuộc đời trước đó và sống thật tốt nửa cuộc đời còn lại để biết mình là ai. Có nhiều việc bị cáo làm khiến chị Trương Mỹ Lan buồn lòng. Nhân dịp này, bị cáo muốn gửi lời tới chị, mong phần đời còn lại của chị thật bình yên hạnh phúc. Đau lòng trước cái giá phải trả của cô mình, bị cáo Trương Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét khoan dung, giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân nói lời sau cùng trong nước mắt. Khi nhìn thấy cô của bị cáo đứng tại đây với nỗi đau xé lòng, bị cáo trở nên trống rỗng và vô cùng đau khổ. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan không xin giảm án cho bản thân, mà xin cho vợ và Trương Huệ Vân. Ông Chu Lập Cơ nói, họ có phẩm chất cao quý, thể hiện tình yêu với người dân Việt Nam thông qua những đóng góp trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19. Tôi mong hội đồng xét xử đưa ra mức án nhẹ nhất để họ được sớm trở về phục vụ đất nước. Các bị cáo còn lại cũng tỏ ra ân hận khi nói lời sau cùng, mong hội đồng xét xử xem xét cho họ khi lượng hình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!